Hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh như Lục Tổ Đại Sư chẳng hạn, ngài nghe được một câu ưng vô sở trụ nhi sanh ký tâm và tức khắc được khai ngộ, rồi phát tâm ân cần trân trọng. Thế nào gọi là phát tâm ân cần trân trọng? Đó là thâm tâm thường nghĩ, chà, bộ kinh này thật quá hay, thật đáng quý biết bao, mình nhất định phải học và làm theo lời dạy trong bộ kinh này, hết lòng tôn trọng Phật pháp và luôn hăng hái không giải đãi, cung kính ngợi khen bố thí cúng dường. Ví dụ như nói Phật pháp quả thật là trong ngàn vạn kiếp khó gặp được, đó gọi là cung kính ngợi khen. Quý vị để ý xem, quả mẫu cũng biết là trước khi nghe kinh có tụng câu pháp vi diệu thâm sâu cao tột, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Quả mẫu cũng có trí tuệ đấy. Tôi thấy anh ta lời nói đi đôi với việc làm, lại xua đuổi được khách trần nữa, đây là một việc chẳng dễ dàng chút nào. Quả mẫu lại cũng rất cung kính các kinh điển đại thừa, anh ta rất chăm chỉ lễ bái kinh diệu pháp liên hoa, đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Như có thiện nam tín nữ nào gặp được kinh điển đại thừa, cho dù chỉ nghe được một bài kệ hay vỏn vẹn một câu trong kinh mà thôi, nếu có thể sanh lòng cung kính trân trọng tán thán hoặc thành tâm cúng dường kinh điển đại thừa, thì trong tương lai người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Đại quả báo này là gì? Đó là trong tương lai sẽ được thành Phật, và quả báo này thì to lớn đến nỗi không có hạn lượng, không có sự cùng tận. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Giả sử kẻ thiện nam hoặc thiện nữ nọ không có lòng vị kỷ, tự nguyện đem hết thảy công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì phước báo kia càng lớn lao, càng không có gì có thể so sánh được. Kinh văn lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển đại thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy khen ngợi chắp tay cung kính, nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, còn vị Đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến trường bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời, cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cho nên này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Lược giảng lại nữa, này Địa Tạng, này ta nói cho ông biết thêm rằng trong đời vị lai, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển đại thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy khen ngợi chắp tay cung kính. Phạm hễ gặp chùa chiền hoặc tháp miếu còn mới thì chúng ta nên bố thí cúng dường thành tâm lễ bái tán thán ngôi Tam Bảo Phật pháp tăng và chắp tay lại để tỏ lòng cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ. Nếu gặp chùa hoặc tháp đã cũ kỹ hư mục hoặc hoang phế đổ nát thì chúng ta nên phát tâm trùng tu lại cho khang trang. Vậy người thiện nam hay thiện nữ đó hoặc riêng mình phát tâm, nếu đủ tiền đủ sức thì một mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này, những kẻ đồng phát tâm ủng hộ việc trùng tu trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, vua của các nước nhỏ. Chẳng hạn có một người nọ muốn được làm tiểu hoàng đế, song đáng tiếc là ông ta chưa hề cúng dường cho các chùa hoặc tháp thờ chư Phật thuở trước. Nếu khi xưa ông ta có cúng dường cho chùa tháp thờ chư Phật thuở trước thì bây giờ có thể được làm vua rồi. Lại nữa, còn vị Đàn Việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Đàn có nghĩa là bố thí, Việt có nghĩa là vượt qua sanh tử. Vị Đàn Việt tức là thí chủ, người đứng ra đề xướng việc phát tâm cúng dường. Vị Đàn Việt này thường được làm chuyển luân vương và có thể dùng các thiện pháp như ngũ giới thập thiện để giáo hóa các vị vua nước nhỏ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, lại nữa, này Địa Tạng, ta lại nói thêm cho ông rõ, trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp thờ Phật, hoặc sửa sang kinh điển,
có quyển kinh sách nào bị rách hoặc sút bìa thì chỉnh đốn sắp xếp đóng tập lại đàng hoàng cho đến chừng bằng một mảnh lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những thiện sự như thế, những việc thiện, tuy nhìn thì nhỏ nhoi dường ấy mà có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được thọ hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng, không thể nghĩ bàn. Còn như chỉ đem hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình, thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời. Cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn, cứ bố thí một thì sẽ được hưởng quả báo đền bù nhiều gấp vạn lần. Đó chính là xả nhất đắc vạn báo vậy. Cho nên này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Ông phải biết rằng nhân duyên công đức, phước báo đạt được của sự bố thí là như đã giảng nói ở trên. Hết phẩm thứ 10.